thửa đất mặt tiền lộ cao tốc dân sinh đang có dự án mở rộng thêm. Địa thế quá đẹp với cô chú anh chị ơi. Nhà đất Trần Ngô xin kính chào với cô chú anh chị. Em Bảo Thiện. Em Bình Khang. Thì ngày hôm nay nhà đất Trần Ngô đã về vị trí là xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một thửa đất cao ráo rất là đẹp và có một giá thành cực kỳ hợp lý luôn. Đây nè quý cô chú anh chị ơi. Rất cao ráo và rất là đẹp luôn ha. Đó, đang trồng cây, đất thịt không, rất đẹp luôn. Thì trước khi giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này thì Khang và Thiện xin khái quát một chút về địa thế cũng như hướng đi của mình để với cô chú và anh chị nắm rõ nha. Đường trước đất là hiện hữu là đường nhựa 6m nha anh chị, xe ô tô, xe tải đi vi vu luôn nha. Rồi mình cách trường học, chợ, ủy ban gần nhất là chỉ có 300m thôi nha. Chỉ từ 300m nha anh chị. Và mình cách quốc lộ 1A là chỉ có hơn 500m thôi. Và mình đi về cầu Mỹ Thuận cũng như nút giao giữa Tiền Giang với Vĩnh Long với Đồng Tháp là chỉ có 6 cây số nha anh chị. Và mình đi về thành phố Mỹ Tho là chỉ có 60 cây số thôi. Mình đi bến xe miền Tây Hồ Chí Minh là chỉ có 100 cây số nha anh chị, và hướng của mình là hướng chánh bắc nha. Dạ, đây nè quý cô chú và anh chị ơi, đâu xa ngay đối diện của mình luôn là lộ cao tốc dân sinh. Đây nè, em đi sâu vào đây cho quý cô chú và anh chị mình thấy rõ ha. À, tuyến đường của mình là song song với lại lộ cao tốc dân sinh luôn ha. Thì từ đây là mình có thể nhìn thấy được rồi nè. Mình nhìn thấy được lộ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận của mình. Đó. Thì cái đường phía dưới này là đường gom dân sinh ha, đường gom dân sinh, và mình đang có dự án là mở rộng ra rất là rộng luôn. À, đất của mình đang quy hoạch lộ giới tàu đến là 20m luôn nha quý cô chú và anh chị. Dạ. Đó, giống như anh Khang này có bảo là địa thế của mình đó là ngay giữa là điểm cuối của An Hữu và là điểm nút giao giữa Cao Lãnh Đồng Tháp. Nên đây là một cái tuyến đường gọi là rất là có giá trị luôn. Tuyến đường gom dân sinh nha anh chị, cho nên đây là một khu vực trọng điểm rất là tốt nha. Dạ. Thì hiện thấy thì đây là một cái thửa đất mà nó rất là ok để mình có thể là giữ tiền, giữ tài sản trong lâu dài, và cũng như là mình có thể là kinh doanh buôn bán hoặc là làm kho bãi, thì cũng là một cái địa thế mà Thiện thấy rất là ok luôn ha. Ở đây là mình là điểm giữa hai cái trường học nổi tiếng ở An Hữu luôn. Dạ, nên là ở đây mình hiện thấy là mình kinh doanh là rất là ok luôn nè. Hả, mình làm kho vừa cũng rất là tuyệt vời ha. Dạ rồi, thì cái thửa đất của mình nó có mặt tiền bề ngang á là 5m. Dạ, thì mình tính từ cái cây mận bên này quý cô chú anh chị ha. Cây mận này trải dài ngang đổ qua 5m là tầm khoảng tới cái bờ dừa đằng này ha. Dạ, thì mình có bề ngang là 5, chiều sâu vào đến 80m luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Đó, nhưng mà mình đã trừ đi cái hành lang lộ giới của mình 20m để đường của mình mở rộng quy hoạch bự hơn ha. Đó nên thành ra đất của mình diện tích thực tế sử dụng là ngang 5 dài 58, và mình trừ ra sẵn 20m để làm đường luôn, thì đất mình như vậy nó sẽ có giá trị cao hơn nữa ha. Dạ rồi, thì bây giờ Thiện xin được đi sâu vào bên trong. Thì như quý cô chú anh chị nhìn thấy là đất mình là đất thịt nè. À, đất thịt cũng khá là cao ráo rồi ha. Hiện trạng mình đó là đất trồng cây lâu năm nha quý cô chú và anh chị. Đất cây lâu năm ha. Đây nè, trên đất có mình thì chủ đang trồng dừa và mật và vú sữa anh Khang ha. Đúng rồi bé Thiện nha, đất của mình là hoàn toàn là đất thịt nha anh chị. Thì mình chỉ có một cái rãnh nhỏ thôi, là rãnh cạn thôi, là đang trữ nước để coi cây hút nước nha anh chị. Ở trên đất thì mình có trồng xoài nè, mình có trồng mít, có trồng vú sữa nè. Dạ, rất là đẹp nha anh chị ơi. Xung quanh đã bọc rào bếp mua hết trơn rồi, thì khi mà quý cô chú và anh chị vào đây á, mình mua thì chủ sẽ cắm lại trụ ranh cho mình, phân chia rõ ràng ranh giới của mình luôn ha. Dạ, thì thửa đất của mình em xin nhắc lại, có bề ngang là 5, chiều sâu vào là 58m trừ lộ giới, và diện tích thực tế là ngang 5, dài vào 80 chưa trừ lộ giới. À, thì chủ bán với cái giá là 1.450.000.000. Thì giá này vẫn thương lượng chính chủ và bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí cho mình luôn nha. Dạ. Đó, một cái thửa đất kinh doanh buôn bán hoặc là đầu tư lâu dài thực sự là rất là đẹp luôn. Rất là hợp lý luôn ha. Dạ. Thì đó là toàn bộ thông tin về thửa đất của mình nha. Rất ok luôn. Quý cô chú và anh chị Thiện chí quan tâm có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Và đừng quên ủng hộ nhà đất Trần Ngô với một lượt thích, một lượt bình luận. Chúng em cập nhật bất động sản thường xuyên, giá rẻ nhất, tốt nhất, đẹp nhất cho quý cô chú và anh chị. Đừng ngần ngại ủng hộ nhà đất Trần Ngô để chúng em ngày càng phát triển hơn nha. Đăng ký kênh của chúng em nha. Dạ rồi, thì chúng em xin kính chào quý cô chú anh chị ạ. Xin chào. Dạ.